Với tầm nhìn mang tính chiến lược trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng hành cùng phụ huynh rèn luyện thói quen ăn uống khoa học cho trẻ, lớp học giáo dục dinh dưỡng, cách hướng dẫn thói quen ăn uống khoa học cho con tại nhà dành cho phụ huynh đã được diễn ra với sự dẫn dắt của các chuyên gia dinh dưỡng tại phòng nghiên cứu Miracle đến từ Nhật Bản. Đây là một hoạt động do hệ thống trường mầm non Miracle Little Hands triển khai tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo trong việc phát triển kỹ năng và nhận thức cho trẻ, dựa trên 5 giá trị cốt lõi: an toàn, thân thiện, tự lập, sáng tạo, yêu thương. Thấu hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục nuôi dưỡng trẻ, chúng tôi rất muốn đồng hành cùng quý phụ huynh trên mọi phương diện. Các trò chơi, hoạt động giáo dục về bữa ăn, dinh dưỡng tổ chức ở trường Miracle Little Hands cũng sẽ được chia sẻ với các quý phụ huynh có con theo học tại trường. Đặc biệt với từng bé, hoạt động nào ở trường bé thấy hứng thú, cách trò chuyện như thế nào phù hợp với cá tính mang lại cho bé sự vui vẻ hợp tác. Về những điều này chúng tôi cũng sẽ trao đổi với từng phụ huynh. Sau cùng, chúng tôi rất mong rằng quý phụ huynh cùng áp dụng chung một phương pháp với nhà trường. Xuất phát điểm với vốn đầu tư từ tập đoàn Daiichi Corporation, đây là nguồn tiềm lực và nền tảng vững mạnh giúp hệ thống trường mầm non Miracle Little Hands thực hiện tầm nhìn đến năm 2030, trở thành hệ thống giáo dục mầm non Nhật Bản, nằm trong top 10 trường mầm non quốc tế tại Việt Nam.